Thì sau đây là cái thao tác bơm khí bằng cái bình inox. Đầu tiên là mình sẽ gắn cái bộ bơm vô. Rồi mình siết con ốc này lại, mình siết bằng tay thôi nha, đừng có siết bằng khóa, siết bằng khóa mạnh quá là nó đứt luôn cái sợi dây. Đó. Và bên này là đã bơm khí rồi. Thì để sử dụng thì mình sẽ gặt cái khí lên. Còn cái khóa này mình muốn sử dụng là mình sẽ nhấn nó xuống hoặc là gạt lên. Khi mình muốn điều chỉnh là mình sẽ kéo lên nghe cái cụp cái là có nghĩa là mình có thể chỉnh được. À, mình xả lỏng này trước. Tại cái bình này bình đầu tiên chưa sử dụng. Nên thường là cái khóa này nó sẽ siết vô. Còn lúc mình xài thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ xả lỏng ra rồi sau đó mình vặn cái này lên. Và mình sẽ... cái này nó đã kéo sẵn lên rồi nha, mình sẽ chỉnh cái áp ra để mình bơm khí. Đó, cái áp bắt đầu lên nè. Cái hạn bây giờ mình định lượng thì ví dụ như trên cái túi nhôm 50 đi, thì mình sẽ định lượng làm sao cho mình chỉnh cái áp suất, làm sao cho mình bấm một cái nó ra đầy cái túi, đó là được. Đó, cái lượng khí này là ok nè. Đó, nghĩa là khi mình bơm thì cái túi nó sẽ bung ra và nó định hình luôn. Và khi mà mình rút cái bơm ra nó không bị xì nhiều, có nghĩa túi nó không căng, nó vừa bung cái túi ra là được. Đó, thì cái lượng mức mình chỉnh ở mức là 2.8 đây, tùy người nha, tùy tốc độ mỗi người. Đây đó, mình bóp cái mình thả ra là hai cái đáy nó banh ra như thế này nè. Rồi mình rút ra mình cắm vô cây thôi. Đó, thì thao tác rút ra cắm vô cây thì cái túi nó sẽ định hình, nó sẽ không có bị, túi này túi nhôm 50 nó sẽ định hình, nó không đẩy khí vô cây như thế này. Đó, và mình định lượng làm sao cái lượng khí mình bơm thì cái túi nó bị banh, nó bị định hình như thế này nè. Và đồng thời mình rút ra thì cái lượng khí trong đây nó không có nhiều, nó không có xì ra nhiều là chuẩn. Còn nếu mà mình rút ra, ví dụ đi, mình chỉnh hơi lối lên chút đi, mình dặn lên thêm chút và mình bơm cái túi này. Đó, và nó căng nè, đó, mình rút ra nó nghe, sẽ nghe tiếng xì nè. Đó là nó sẽ tốn cái khí xì ra, thì mình sẽ giảm xuống một chút. Mình sẽ giảm xuống chút, mình sẽ bỏ một lần để cho nó ra cái áp suất cũ đi, rồi mình bấm nè. Đó, thì cái này nè, mình rút ra nè, đó, nó không có nghe tiếng xì. Đó là ok, và cái lượng này mình cứ đi, mình bơm trên cây. Mình cứ bơm vô và mình... đó, mình bơm vô, rút ra nè, không nghe tiếng xì. Bơm vô, cứ cắm, bơm vô, cứ cắm. Đó, vậy là xong. Vậy là thao tác cùng... còn khi mà mình cố định rồi á, mình nhấn xuống cái là nó sẽ không có chỉnh được nữa. Đó, nó sẽ khóa luôn, nó không chỉnh được nữa. Thì mình có, trong quá trình mình đi bơm, có đụng chạm vô cái này, nó cũng không có thay đổi cái thông số áp suất của mình. Đó, khi mình không xài nữa thì mình lưu ý mình khóa cái van này lại, thì để tránh tuyệt đối cái khí từ trong cái bình này phát ra ngoài. Đó. Khi bơm thì mình mở ra, khi không bơm nữa thì mình đóng lại. Và khi mình bơm khí thì mình sẽ mở này lên và mình sẽ bơm khí vô trong theo cái đường này. Đó. Và sau đó mình không bơm nữa thì mình đóng lại. Rồi, xin chào mọi người nhé.